Trình đi. Ok, action. Thế là hôm trước thầy đi đến hôm thứ tư. Thứ tư thì là xong rồi tự nhiên cái độ kia nó vào thì thành ra lại kéo giãn thêm tuần. Ok, em. Tuần thêm chạy kéo thêm mấy hôm nữa. Thế là hôm đấy là mua một số đồ về, thế là thế nên mọi người được nghỉ kỹ đấy con gì nhỉ? Thế mà đối với cái đội này cảm giác như là vẫn còn thiếu hay sao? Hôm qua em chỉ đi thực tế rồi. Hả? Từ 18-23 thôi. Bao giờ? 18-23. Hôm nào xong rồi? Sắp xong rồi. Xong thì đơn giản. Đây là tuần sau nữa rồi em. Tuần sau nữa. Tuần sau nữa rồi em bắt đầu đi rồi, đi khoảng tuần nữa. Thế là nhanh, cấp tốc khẩn trương. Không có gì phải tất bất thường chứ, chúng ta học thì sinh viên như thế này còn cái gì nữa đâu, còn một cái váy nữa, thế thôi. Chân váy, chân váy. Có cái áo dài cách tân. Chân có áo dài cách tân không thầy? Áo có đầm mà. Đầm đây, đầm đấy. Đầm là chân. Kiến thức cơ bản thì dạy rồi, các bạn muốn về xào xáo với nhau như thế nào thì nó ra. Thầy chỉ có mỗi chân váy thôi ạ. Váy đầm em. Thì còn lâu. Nhưng mà nhanh mà. Hai buổi một cái tuần xong. Cái đầm như thế này nhá, các bạn có cái này rồi đúng không? Các bạn cộng thêm khoảng 18 phân nữa. Đây các bạn, đối xuống đây nó xong. Đây là môm ạ. Ừ. Không giống à? Thấy nó hơi của vấn đề. Mà xẻ sau nữa chứ thầy. Xẻ sau. Sau thì cho cái xẻ vào sau nhé. Cắt rời rồi cái chị. Muốn làm nào mới định vào đây may. Muốn làm nào là nào. Nói vào học nhỉ. Có bao nhiêu người đang hỏi thầy về đấy, mình thấy ngồi nói chuyện 16 14 người đang xem. Tại thì thằng đấy là thấy rồi đấy. Thà tin rồi. Thế mà từ nãy giờ thấy cái thủ quyền 13 người xem ở đấy tụt từ thế ơi, tụt bảng xếp hạng có thế ơi. Thấy chưa gì. Cái đấy là việc của bộ phận marketing. Bộ phận chăm sóc khách hàng thì cũng biết. Đó. Thầy thấy ngay thì biết rồi. 14 okay. 17 ôi lên 17 rồi thầy ơi, nhanh lên. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần tiếp theo. Là cái phần tay áo. Tức là cái phần tay áo này. Sẽ dựa trên cái phần thân của chúng ta để chúng ta thiết kế tay. Thầy bảo các bạn chăm sóc khách hàng bởi vì nay cho các bạn online học cái phần này bởi vì có nhiều bạn hỏi thầy về cái tay và thực sự là đây là nó sẽ gặp rất là nhiều cái vấn đề mà về chúng ta cách tay. Và thì nếu như mà chúng ta không có một cái cách cắt tay chuẩn ấy, thì nó giống như cái việc là dâu ông nọ cắm tầm mà kia. Thì cái vấn đề là chúng ta phải tay của chúng ta thiết kế chúng ta phải dựa vào thân của chúng ta thiết kế, thì đấy mới là cái cách của chúng ta làm. Thầy không quan trọng, thầy tức là thầy chưa bao giờ quan trọng về mặt công thức cả, nhưng cái cách làm chúng ta phải đúng. Ví dụ chúng ta có một cái cửa này đúng không ạ, thì nếu như mà chúng ta tự nhiên chúng ta mang cái cửa mà không tính toán trước mà chúng ta lắp vào cái cửa này thì nhiệm liệu nó có vừa không, nó có vừa không các bạn? Đúng rồi, nếu mà muốn không tức là muốn dùng được thì lại phải đi chặt đầu chặt đuôi. Ở ngày xưa thầy nhớ là bố thầy tức là tận dụng cái cửa cũ như thế này đúng không, tận dụng cái cửa cũ như thế này của nhà người khác vào để làm cái cửa buồng này thì phải mang về để dùng dao chặt đầu chặt đuôi để đúng với cái kích thước này để vừa. Nếu mà cố nhồi hết nó vào thì chúng ta phải đập tường thì đúng không, hoặc là sẽ bị rúng chỗ nào rúng chỗ kia. Thì cái tay áo của chúng ta cũng như thế các bạn, cái tay áo của chúng ta cũng như thế. Và chúng ta tưởng tượng rằng cái phần này là phần cửa đi, hiểu ý tưởng chưa? Chúng ta tưởng tượng rằng đây là cái cửa ra vào của chúng ta, và bây giờ chúng ta muốn có một cái cửa để chúng ta đóng nó lại. Như vậy là chúng ta phải, để chúng ta thiết kế cái cánh cửa đấy thì chúng ta phải có thông số thì chúng ta mới vừa vặn được đúng không? Như vậy để cách cắt được cái tay áo để vừa vặn được thì chúng ta phải đo được cái thông số này, sau đó thì chúng ta mới đi cắt cái phần tay thì nó mới chính xác nhá. Và tất cả những cái công thức khác
mà không dựa vào thông số trong thần thì nó sẽ giống như cái việc là chúng ta lấy cái cửa ở nơi khác lắp vào cửa nhà mình, và nó sẽ thừa ở đâu chúng ta rúm lại ở đấy, thì cái này nó không trở nên đẹp mà. Bạn hiểu cái ý tưởng ở đây chưa? Hiểu cách làm chưa? Rồi ok, như vậy là chúng ta có cửa rồi, và bây giờ chúng ta xây được nhà rồi, và bây giờ chúng ta đi lắp cửa, và bây giờ chúng ta cùng nhau đi lắp cửa, ok chưa? Là chúng ta sẽ lấy cái thước dây này, chúng ta sẽ làm như thế nào, thầy sẽ làm như thế nào nhá. Chúng ta sẽ lấy cái thước dây này và chúng ta sẽ đo. Chúng ta chả cần đo thì nó cũng đã tính ra được cái công thức này rồi đúng không? Tính ra được chu vi vòng lách trong nó chung là chia ra thân rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta đo lại một lần nữa. Đo vòng lách trước này cộng với vòng lách sau, nó sẽ ra một con số. Ở đây thầy ra một con số là 41. Ví dụ như vậy. Là 41. Như vậy. Thầy ký hiệu. Thì ký hiệu của nó là, các bạn ghi ký hiệu của thầy vào. B. B được ký hiệu trong toán học là gì nhỉ? Là chu vi. Và B được chu vi cái vòng lách thì đây B là T được chu vi vòng lách. BN bằng vòng lách trước cộng vòng lách sau, đúng không? Như vậy là chu vi vòng lách bằng vòng lách trước cộng vòng lách sau. Cái ở đây là bằng bao nhiêu nhỉ? 41. Ok, bằng 41. Để tạm ghi trên này nhá. 41. Đây là PL. PL có thể là 41. Có một cái điều đầu tiên. Có một cái điều đầu tiên thì chúng ta thiết kế được cái cửa để cho nó vừa rồi. Ok chưa? Để có dữ liệu. Chúng ta muốn đóng, tức là chúng ta muốn đi đặt cái cửa thì người thợ mộc người ta phải đo thông số cửa không? Không phải tự nhiên mà người ta cứ bảo là bác ơi đóng cho tôi một cái cửa, mà tự nhiên người ta không mang thước đến người ta đo cửa nhà mình, tôi bảo cứ về đi, mai có cửa thì liệu người ta có vừa không? Đúng rồi, thì chúng ta cũng làm nguyên tắc của bác thợ mộc và chúng ta cũng phải đi đo. Như vậy BN của thầy bằng 41, ok chưa? Rồi ok. Và đọc cho thầy cái số đo dài áo. Có số đo dài áo rồi đúng không? 60. Ok, dài áo 60. Chúng ta có dài áo, dài tay. Dài tay bao nhiêu nhỉ? 56. Ok, dài tay 56. À, chúng ta có gì nhỉ? Chúng ta có bắp tay đúng không ạ? Bắp tay của chúng ta là bao nhiêu? 25. Ok, bằng 25. Và chúng ta có vòng nách của mình nhỉ? 36. Vòng nách là 36. Và chúng ta phải có một cái lượng cử động lách, tức là cử động tay các bạn nhé. Cử động tay, chúng ta phải có cái cử động tay này các bạn nhé. Cái cử động tay này là độ thừa ra khỏi cái cơ thể này. Bởi vì khi chúng ta mặc cái áo mà cứ bó như thế này nó cũng khó chịu. Và chúng ta còn ở phần này nó cử động rất là lớn. Hiểu được chưa? Thì như vậy là có một cái lượng cử động. Và lượng cử động này được xấp xỉ bằng 1 phần 10 của vòng lách này. Như vậy là với 36 chia 10 sẽ bằng 3.6. 3.6 được tính là rộng bắt tay, tức là phần cử động của phần rộng bắt tay. Chưa? Chúng ta có thể ký hiệu chưa? Như vậy là PT cộng bằng bao nhiêu nhỉ? Đây là cử động bắt tay. Cử động bắt tay, tức là chúng ta sẽ tính ra là tức là bắt tay, đây là bắt tay chưa có gì nhỉ? Chưa có cử động. Và bây giờ chúng ta phải tính ra một cái nữa là tính ra là BT cộng bằng bắp tay 25 cộng với bao nhiêu nhỉ? 36, 3.6 chia cho mấy nhỉ? Chia cho 2. Bởi vì lý do chia cho 2 là chúng ta gấp đôi. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ có các dữ liệu này, bây giờ chúng ta sẽ đi thiết kế. Và đi thiết kế bên này. Đầu tiên, chúng ta có số đo dài tay. Dài tay chúng ta bằng 56. Như vậy, chúng ta sẽ có số đo dài tay. Ở đây, chúng ta có gì nhỉ? Tay sơ mi, bởi vì tay sơ mi chúng ta có gì nhỉ? Có cái gì ở dưới này nhỉ? Đúng rồi, chúng ta có man set. Man set trung bình của đồ nữ chúng ta sẽ lấy tính bằng 5. Các bạn nhé, cái 5 này không có gì tính ra cả. Nó là thông thường nó sẽ làm như thế thôi.
chúng ta có thể làm bằng 6, có thể làm bằng 4, có làm được không nhỉ? Tùy vào sở thích của chúng ta và kiểu dáng của chúng ta, nó không bắt buộc kiểu này cả. Nhưng mà làm sao này, cái bắt tay nó chúng ta làm sao nó phải cân đối trên cái áo tổng thể con người của chúng ta. Các bạn làm được chưa? Cái bắt tay nó không quan trọng là có phải là 5, không quan trọng là phải 5,5. Tôi thích làm 6 cũng được, không sao cả. Nhưng làm sao cái tay mà dài thì cái mái sách cũng to hơn một chút thì nhìn nó cân đối hơn về mặt thẩm mỹ các bạn nhé. Ok chưa? Như vậy là 56 trừ đi 5 phân thiết tay, tức là mặt xét, mình xin lỗi, thì nó còn là bao nhiêu nhỉ? 51. Như vậy là chúng ta sẽ xác định dài tay vào đây là 56 đấy. Thì xóa bỏ phần ở trên nhé, được không? Chúng ta có dài tay này. Cái đường sống tay này sẽ làm song song với cánh sợi gì nhỉ? Vâng, sợi dọc. Ok. Và dài bằng bao nhiêu? Bằng số đo 56. Thì vẽ bằng bút khác. À, được rồi. Đấy, bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta thiết kế tay nhé. Đây là một này, là phần dài tay này, được chưa? Chúng ta có thể cộng thêm độ co nếu mà vải chúng ta chưa được là. Còn nếu là chúng ta vải chúng ta đã là rồi thì chúng ta sẽ cắt bằng số đo này luôn, được chưa? Tức là độ co ấy. Ở đây là mang xét là 5 thì chúng ta sẽ ghi là 5 ở đây. Chúng ta sẽ thiết kế được cả cái mang xét này. Thì ghi 5 phân này các bạn giới thiệu. Ok chưa? Đến đây chúng ta làm được chưa? Dài tay này, mang xét là 5 này, ok chưa? Dài tay là tính từ cái điểm A thôi. Nó không liên quan đến A. Chúng ta chỉ lấy một cái khoảng chiều này là dọc vải. Và chúng ta sẽ tính một dài tay. Dài tay bằng thông số. Thông số là 56. 56 và chúng ta sẽ lấy lên 5 cm. Như vậy là tay của chúng ta từ đây mất đây là khoảng 51. Ok chưa? Tiếp này, cái phần tay ở đây này chúng ta sẽ tính toán, bởi vì chúng ta sẽ tính ra hai con số rồi, chúng ta chỉ cần hai con số này chúng ta tính được rồi. Chúng ta sẽ tính ra cái bên phải, chúng ta sẽ dùng cái bên tay cộng, bởi vì lý do là chúng ta tính hạ mang tay sau là sau. Thông thường là ngày xưa thầy học thì cô giáo của thầy sẽ tính hạ mang tay trước, thì như đấy thì khi đấy thì cái rộng bắp tay nó sẽ bị động các bạn ạ. Bởi vì làm sao, độ rộng của bắp tay này, tức là cái độ rộng của áo này, nó lại tỷ lệ với cái áo, thân áo mà chúng ta đang mặc. Như vậy thầy sẽ làm ngược lại một chút, là thầy sẽ khống chế độ rộng của tay, còn cái độ này nó sẽ chuẩn trên cái vị trí này. Như vậy độ rộng, ví dụ như là có ai thích mặc là ví dụ bảo thiết kế cho tôi một cái độ ôm nhưng mà tay chúng ta rộng ra thì người ta có đồng ý không? Có đồng ý không nhỉ? Không, đúng không? Ok, như vậy là thầy sẽ khống chế điều này. Như vậy là cái BT chúng ta cộng, tức là BT cộng chúng ta bằng bắp tay là 25 này. Thầy ghi ra đây nhá. Bây giờ chúng ta phải tính cái BT cộng này bằng công thức là BT là rộng, tức là cái bắp tay chúng ta sẵn có rồi là 25 cộng với cử động chia cho 2 thì áp dụng công thức này vào đây là BT là bao nhiêu? Bắp tay là bao nhiêu nhỉ? 25 cộng với bao nhiêu? 3,6. Tại sao có 3,6 này? Tại sao có 3,6 này? Tính ở đâu ra dựa vào cái gì? Đúng rồi, dựa vào dòng nách chia 10 và chia cho mấy? Tại sao phải chia cho 2? Đúng rồi, bởi vì tay chúng ta sẽ có, tức là tay của chúng ta có bao nhiêu nhỉ? Có hai cái tay nhưng mà một cái tay chúng ta gấp đôi nhá. Chúng ta tính nó dễ. Ok chưa? Như vậy các bạn dựa vào đây các bạn tính như thầy là được bao nhiêu? 14,3, rất tuyệt vời. 14,3. Ok, 14,3. Như vậy các bạn đo cho thầy là từ điểm này, tức là từ khoảng này ra đây là 14,3.
gặp hết bạn kể thầy song song với đường. Kể đây một đường song song với đường, đường gập đường sập. Độ dài khoảng 20 phân. Chưa? Có ai gặp khó khăn gì không? Đến đây chúng ta hiểu bài rồi đúng không? Có ai không? Có ai hỏi gì không? Rồi không ai hỏi thì đi tiếp nhé. Được chưa? Rồi dựa vào cái đi tiếp theo nhỉ? Vâng, bên này PN. Đúng rồi. Chứ bây giờ chúng ta đi tính gì nhỉ? A gì nhỉ? Bây giờ chúng ta đi tính gì? Đường chéo gì nhỉ? Đường chéo AH. Đúng không? AH bằng gì nhỉ? AH là cái gì đấy? AH là gì? AH là đường chéo A. Bạn ghi ký hiệu vào cho thầy. Để lần sau thầy bảo các AH là cái gì là biết không? AH là đường chéo A. AH bằng PL trừ 0.0 đến 0.5. Hay quá. AH bằng PL trừ 0 đến 0.5. Và chúng ta được chưa? Và chúng ta sẽ chia cho 2. Bởi vì tay chúng ta đang gấp đôi mà. Làm như thế này thì tay nó sẽ có độ mọng. Có độ mọng. Tức là mọng tay thì chúng ta đã biết rồi nhé. Đối với đồ nữ thì chúng ta sẽ có độ mọng nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đo được bằng bao nhiêu rồi nhỉ? 41. PL bằng bao nhiêu? 41. Chúng ta bằng 20 phẩy bao nhiêu nhỉ? 25. Các bạn lấy ở trên thước này này là 20,25. Và chúng ta đặt vị trí này vào đây, thầy đứng trên bên này cho các bạn dễ nhìn. 20,25 ở vị trí chỗ này. Và các bạn quay cái thước của thầy này, cái vị trí số 0 nó cắt điểm nào thì đấy là hạng mang tay của đấy. Các bạn nhớ chưa? Được. Ok chưa? Thầy nằm lại cho các bạn nhìn này. 20,25 ở chỗ nào, chúng ta đặt thước vào đây và chúng ta quay. Nó sẽ cắt ở đâu này? Cắt ở đây. Thì như vậy là hạ ngón tay nó sẽ nằm ở vị trí như này các bạn nhé. Chúng ta tính hạ, tức là chúng ta sẽ tính hạ ngón tay vào các khu vực. Chúng ta có đường chéo chưa? Được rồi. Okay. Tiếp này, chúng ta có cửa tay. Và chúng ta có khỉu tay. Khỉu tay chúng ta bằng bao nhiêu? Nếu trong máy đo thì chúng ta có thể đo khỉu tay nếu như chúng ta muốn độ chính xác cao. Tức là cái khỉu tay này này. Được chưa? Còn nếu như trong cái phần, tức là nếu như trong cái phần thông số chúng ta, nếu mà chúng ta cắt theo sai mà chúng ta không có thì chúng ta sẽ lấy hai lần xông tay. Sắp xỉ ở khoảng đấy. Nếu như máy đo thì chúng ta có thể đo luôn vị trí từ đầu vai đến khỉu tay được không? Được. Được, để chúng ta có được này. Còn nếu như trong, ví dụ như là khách hàng chúng ta quên, hoặc là chúng ta quên nhưng không lấy số đo, hoặc là chúng ta, ví dụ, hoặc là chúng ta
Hoặc là chúng ta cắt theo sai thì chúng ta có thể lấy bằng hai lần sơ tay nhá. Gọi là sắp xỉ ở cái số đấy. Được chưa? Và chúng ta sẽ lấy từ cái phần 14 chấm mấy đấy nhỉ? Tức là cái dốc bắt tay này, chúng ta trừ đi không, tức là khoảng 0,7. Và cửa tay chúng ta sẽ, cái phần cửa tay thì chúng ta sẽ chia vậy từ cửa tay chúng ta bằng bao nhiêu? 19. Chúng ta sẽ chia, nếu chúng ta coi ly thì chúng ta sẽ cộng ly vào, ly chúng ta đã học rồi đúng không? Có ly chúng ta sẽ cộng với ly. Ở trường hợp này không có ly đúng không? Ok, không cần phải cộng ly. Tức là 19 chúng ta chia cho 2 cửa tay này bằng cửa tay bằng 19 đúng không? Và chúng ta sẽ lấy số đo này chia cho 2 và cộng thêm 1 phần. 1 phần ở đây là độ dao tuy 15. Hiểu bài không nhỉ? 19 là gì? Số đo cửa tay. Tại sao phải chia cho 2? Gấp đôi. 1 phần này là gì? Như vậy bằng bao nhiêu? 9,5 cộng 1. Và chúng ta kèm xuống đây. Ở đây là ngón xét của chúng ta. Thì ngón xét này chúng ta sẽ nối vuông góc xuống. Và chúng ta tạo dáng. Và chúng ta sẽ tạo dáng tròn hay là dáng vuông thì tùy. Thử được chưa? Đây là phần ngón xét này. Đây là phần tay hấp lên này. Đây đây. Thế xóa đi cái phần này để viết nhá. Vâng ạ. Thế sẽ viết lại vào đây cho các bạn. Để hình dung. Đây đi kiểm tra xem nhé. À, chúng ta có hỏi điều gì không? Đến trước đây chúng ta có điều gì không hiểu không? Chưa, hiện nay thì cũng được. Ok.
Bây giờ chúng ta sẽ tua lại nhá. Nào tua lại cho thầy xem nào. Đầu tiên là chúng ta đang làm cái gì? Nhắc lại bài em nào, tua lại. Dài tay. Dài tay. Dài tay. Bằng số đo. Bằng số đo. Cộng với gì nhỉ? Cộng với phần trăm độ co. Sau đó thì trừ đi nhỉ? Mang xét. Mang xét đây là mấy? 5. 5, ok. 2 là gì nhỉ? Bắp tay. Cộng bắp tay. Bắp tay. B cộng. Bằng bắp tay. Cộng cử động. Chia 2. Chia 2. Gì nhỉ? A-H bằng gì? PL. Bằng PL. Trừ 0,5 chia 2. Trừ đi 0,5 chia 2. Cái này nè. Cái này là độ mỏng nhá. Cái này nó khác với cái gì nhỉ? Khác với tay gì? Khác với tay nam một chút nhá. Hiểu ý tưởng chưa? Các bạn có thể trừ trước hoặc là các bạn chia đôi, không bạn trừ đi sau cũng được, không ở đây gì cả. Còn có những trường hợp chúng ta không cần trừ, hiểu được không? Đường AH này, bởi vì lý do là chúng ta sẽ làm đồ nữ thì chúng ta sẽ nó sẽ vừa ra khoảng trung bình là 1,5 đến 2 phân, tùy vào chất liệu nhé và tùy vào cái độ các bạn mọc lên nhiều hay là ít, hiểu được chưa? Trong trường hợp này nó là linh động chứ không phải là tuyệt đối, hiểu được chưa? À, còn cái mong muốn nữa, cảm nhận nữa. 4. Cửa tay. Cửa tay. Cửa tay. Bằng cửa tay đi nhỉ? Chia 2 cộng 1. Cửa tay. Chia 2 cộng 1. 1 ở đây là gì? 1 là giao quy. Y là giao quy được không? Bây giờ 5 là cái gì? Cửa tay. Ok, cửa tay. Cửa tay. Bằng gì? Bằng rộng bắp tay trừ 0,7 đến 1. Rộng bắp tay trừ 0,7 đến 1 đúng không? Đúng không? Đúng không? Bây giờ làm gì nữa? Nối. Bây giờ vẽ đường cong. Ok, bây giờ vẽ đường cong. Bây giờ bạn nào có thể vẽ được cho thầy đường cong này cho nó? Giống tay nào? Giống tay nào? Nào. Bây giờ bạn nào có thể vẽ cho thầy đường cong này cho mọc. Bây giờ cái lượng phần đánh cong này, đường cong AH chia làm mấy phần? Làm 3 phần các bạn nhé, làm 3 phần bằng nhau. Ở trên bảng thì có thể chia bằng mắt, nhưng ở trong sách các bạn hoặc là trên giấy các bạn sẽ đo bằng gì nhỉ? Đo bằng thước cho nó chuẩn nhá. Chậm một tí cho chắc. Từ cái điểm 1 phần, tức là 1 phần 3 của phần bụng tay này, thì các bạn chia đôi cái này ra và xuống bao nhiêu nhỉ? 0,5. Được chưa? Thầy đánh dấu ở đây này. Xuống 0,5. Từ cái điểm 1 phần 3 từ trên xuống, thì nên bảo chúng ta lấy lên bao nhiêu nhỉ? 2,5 như thầy. Ok chưa? Và chúng ta sẽ đánh đường cong như thế này. Yêu cầu này là khi mở ra nó tạo ra một cái đường tròn như thế này, chứ nó không được gãy như thế này, nó không được vê như thế này, được chưa? Mở ra yêu cầu là một đường tròn như thế này, ok chưa? Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt thước và chúng ta sẽ đánh. Chúng ta sẽ lấy vòng màu khác nhỉ.
vậy là chúng ta đã tính được chu vi vòng này. Ok. Bây giờ cái mang trước. Bây giờ các bạn nào nên vẽ thầy cái mang trước. Em vẽ cho thầy cái mang trước. Mang trước thầy gợi ý là nó sẽ cách với mang kia là một phân. Em muốn vẽ là vậy. Ra được thì vẽ được. Bạn về đúng chưa? Bạn về đúng chưa nhỉ? Hả? Bạn về đúng chưa? Rồi. Có ai sửa gì đó cho bạn không? Thầy thấy bạn thì về chưa được chuẩn lắm. Thầy thấy cái tay bạn ấy thu cho thầy khá là chuẩn. Cái tay này có vẻ bạn thấy chưa chuẩn là ai có thể sửa cho bạn, ai có thể phát hiện ra việc mà bạn ấy làm chưa được. Ai có thể phát hiện ra điểm mà bạn làm chưa được? Ai phát hiện ra? Nào Niu, phát hiện ra điểm mà bạn làm chưa được. Cái dáng này, cái dáng tay này, nó là đang bị làm sao này? Hả? Dáng tay này bị làm sao? Nó đang làm sao đấy? Đều. Hả? Đang bị làm sao nhỉ? Nó bị làm sao nhỉ? Bạn muốn sửa không? Bạn muốn sửa tay của bạn không? Hay là cứ thế này cho nó cắt nhỉ? Chị phát hiện ra chưa? Đúng rồi. Hôm trước tay của bạn, hôm trước em có làm tay như này không? Không làm như này đúng không? Bởi hôm trước thầy dạy cách khác. Hôm trước thầy dạy là nùi vào, tức là cắt dập ra, tức là cắt theo đường màu đỏ. Và chúng ta nùi vào bao nhiêu nhỉ? Một phân. Và xuống bao nhiêu? Ok, và xuống 2 ni. Và chúng ta sẽ cắt, cắt đi phần chênh lệch của một mang đi thì tạo ra được mang trước. Đúng không? Đúng không? Hôm nay thì vẽ trực tiếp như này là hơi khó một chút, với cái bảng này nó hơi trơn và nó nhẹ. Thì về nguyên tắc này, cái hôm trước thì dạy một kiểu rồi, và chúng ta đã lĩnh hội được một kiểu như thế rồi. Ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn một cái kiểu đó là làm trực tiếp trên sản phẩm của chúng ta.
Thông thường măng tây sẽ lệch nhau khoảng 1 đến 1,5. Tại sao phải có độ chênh lệch măng này? Và mang cái câu hỏi này khi mà thầy cũng đang học như các bạn, thầy hỏi là tại sao măng tây phải cần độ chênh lệch măng trước và măng sau? Bởi vì lý do mà chúng ta phải chênh lệch giữa măng trước và măng sau rất đơn giản rằng cơ thể của chúng ta làm sao nhỉ? Cơ thể của chúng ta hoạt động chủ yếu về đằng trước, nên phần đằng trước làm sao nhỉ? Nó sẽ cần ít vải hơn phần đằng sau. Thầy giải thích cái điều này để các bạn đỡ phải làm sao nhỉ? Đỡ bị tra ngược mà. Và cái này ngày xưa khi mới học may thầy cũng bị tra ngược. Bởi khi mà tra ngược thì nó cứ như thế này, cứ như thế này. Thật mà, đùa đâu, như thế này thì nó phẳng, được không? Hiểu ý tưởng chưa? Ở đằng trước này, tay của chúng ta đưa về đằng trước nhiều hơn thì cái phần này phải cắt bỏ đi, đúng không? Cắt như thế này thì nhìn các bạn nhìn thấy giữa cái này và cái này này, nếu như chúng ta quét sâu quá thì bị làm sao nhỉ? Nó bị găng, không phải rú, nó bị găng như này, tức là đây này, tức là thừa phần này, hiểu chưa? Thân chúng ta quét vào một tí, thay tay cũng quét vào một tí thì nó sẽ phẳng, hiểu ý tưởng chưa nhỉ? Nếu mà chúng ta lấy nhiều quá thì làm sao nhỉ? Nó sẽ phẳng quá, hiểu được chưa? Nó sẽ bị phẳng quá. Nếu như mà chúng ta chăng ngược thì bị làm sao? Bị như lúc nãy của thầy. Bị như thế này, đó. Nó chăng ngược thì nó sẽ bị như thế này. Nắm được nỗi chưa? Để làm sao để chúng ta trở thành chuyên gia, nhìn mắt biết đâu xảy ở đâu, hiểu được chưa? Nhưng mà nếu mà ai mà thừa như thế này thì cố phải như thế này nhé. Cố phải như thế này thì tự nhiên nó lại phẳng ra, thấy nó mới hay gì, đúng không? Bảo bài của bạn sai rồi là sao tao thiết kế thế này nhớ không? Rồi ok, đã hiểu tại sao là phải có độ chênh lệch giữa mặt trước và mặt sau chưa? Rồi ạ. Rồi để xẻo, tức là xẻo lên phần thừa, nên thừa là thừa ở chỗ này chứ không phải thừa trên đỉnh tay. Trên đỉnh tay chúng ta mới phải chân ở đâu đó. Và thừa ở chỗ nào nhỉ? Thừa chỗ nào? Chỗ xẻo chỗ đấy đi, rất đơn giản như thế thôi. Nên là tầm giữa giữa này này, các bạn nhìn thấy chưa? Vòng nách này và đỉnh tay này thì thừa ở phần nào? Giữa. Thừa ở phần giữa thì cứ xẻo phần giữa thì rất đơn giản thôi. Ở phần này là phần giữa đúng không? Thì nằm trên này của chỗ này nằm ở giữa đây. Ngon chưa? Ngon rồi, mọi người nhìn nỗi tăng không? Ở trên đỉnh tay có thừa không? Trên đỉnh tay có thừa không? Trên đỉnh tay có thừa không? Trên đỉnh không thừa thì nối vào đỉnh. Đơn giản đấy rồi. Phần dưới này có thừa không? Không. Phần dưới có thừa không? Không. Không thừa thì nối vào giữa. Trơn theo cái đường hình chạm. Ngon chưa? Đấy một cái cách khác. Cách này cũng dễ đúng không? Thầy dạy cho các bạn cận thời cách dễ. Bạn nào thích học cách khó giơ tay lên nào. Thầy còn rất là nhiều cách. Như vậy bây giờ chúng ta xác định được măng trước và măng sau rồi. Và tại sao phải có măng trước và măng sau chưa? Rồi ok. Và măng sau, à măng trước này thì măng trước là măng thấp hay là măng trước là măng cao? Măng thấp. Hay quá, bây giờ thì ai cũng nhận là măng trước và măng sau. Thế mới hay. Chủ động này là gì? Và bây giờ chúng ta sẽ đánh dáng nó thôi. Chỉnh dáng cho nó nha. Chúng ta đặt thước này vào và chúng ta sẽ chỉnh dáng. Chỉnh qua tí nữa. Ở cái phần đáy này này, chúng ta nối này vào và chúng ta sẽ chỉnh
thẳng xuống như sau. Chúng ta lấy thước cong và chúng ta lấy chân vẫn hiểu như vậy, chúng ta nối cái điểm nào thẳng chúng ta nối đường thẳng. Chúng ta thấy một cái. Hôm nay là có bút đâu? Là hai cái. Tay nữ thì thông thường người ta sẽ bổ thép tay phù phê nhé. Còn nếu mà chúng ta thích bổ thép tay chúng ta thích bổ thép tay ấy thì chúng ta có bổ được không nhỉ? Được. Học rồi đúng không? Để cả may được luôn. Và bây giờ chúng ta sao cái thép tay này ra và mở ra là xong. Nào, thông tin tiếp cho thầy ở trên này. Nào, chúng ta tuôn lại. Sáu là gì nhỉ? Sáu là gì? Vẽ đường cong. Sáu là gì nhỉ? Vẽ đường cong. Sáu là gì? Vẽ gì? Mà trước rồi. Mà trước, mà sau. Sau. Sáu là? Vẽ mà sau. Sáu chia gì nhỉ? Chia ba. Ok. À, vẽ măng tức là vẽ đường đường cong đầu tay. Rồi bảy là gì nhỉ? Bảy là gì ạ? Vẽ măng trước. Bảy là chỉnh dáng đúng không? Ok, bây giờ thì tuôn lại này. Chúng ta cùng tuôn lại nhé. Như vậy là xong cái phần tay này các bạn nha. Như vậy là thầy sẽ tuôn lại này. Bây giờ thầy tuôn lại này. Thì chúng ta sẽ cùng xem này. Đầu tiên, các số đo như sau. Chúng ta cần một số đo dài tay. Sau đó thì chúng ta sẽ dựng một đường vuông góc với thanh sợi gì nhỉ? Thanh sợi ngang. Ok, hay quá, nửa mà cũng biết. Cuốn góc với cánh sợi gì? Hay quá. Cuốn góc với cánh sợi gian thì là song song với cánh sợi gì nhỉ? Ok. Như vậy là thầy muốn nhấn mạnh ở đây rằng chúng ta sẽ đừng có làm cái phần tay này lệch kênh nhé. Bởi vì tay lệch kênh là sẽ bị vặn. Các bạn làm được chưa? Nguyên tắc của ống quần. Rồi ok. Sau khi chúng ta bằng số đo dài tay cộng với phần trăm độ co và trừ đi cái phần mang xét nếu có. Không có mang xét thì phải trừ không? Ok, mang xét ở đây là bao nhiêu? Là 5. 6 có được không? Được. Tùy vào tỷ lệ của cái dài tay này nhá. Tiếp này, chúng ta có rộng bắp tay. Rộng bắp tay bằng cái gì nhỉ? Bắp tay cộng cử động trên trong này. Ok. Sau đó thì chúng ta xác định được rộng bắp tay và kẻ một đường. Này vuông góc kẻ một đường gì nhỉ? Song song với gì nhỉ? Song song với đường dài tay phải quá. Vuông góc với đường gì? Vuông góc với đường cửa tay được không? Ok. Sau đó thì chúng ta tới tính AH, được chưa? AH bằng chu vi vòng nách trừ đi một phân được không? Được. BL trừ đi không trở, từ trừ đi một phân và
chia cho 2 thì bằng trừ đi từ bằng bằng với gì nhỉ? Bằng với gì? Ok đã. Thế bây giờ BN xong rồi trừ đi 1 phần xong rồi chia cho 2 thì có phải là bằng BN chia 2 trừ đi 0.5 không? Đúng không? Hay quá. Thế nào cũng được. Rồi ok. Rồi cửa tay. Cửa tay tức là độ rộng này. Được chưa? Cửa tay là độ rộng của cửa tay. Thì bằng cái gì? Bằng cửa tay chia cho 2. Nhưng khổ nỗi là cửa thì có mang set thì có phải đóng cửa tay không? Có thì phải đã cộng nó vào. Không có thì có cần phải cộng không? Đấy là cái cách nhớ như vậy. Khỉu tay. Chúng ta phải xác định đường khỉu tay để chúng ta tính. Để cho nó cái sản phẩm của nó cử động nó thoải mái. Thì hiểu ý tưởng không? Được chưa? Khỉu tay bằng bằng số đo nếu như mà chúng ta đo được trực tiếp trong cơ thể. Hoặc bằng 2 lần sâu ngón tay. Chúng ta có thể cộng thêm hoặc nhá. Cộng thêm 1 đến 2 phần. Tức là nó bằng xấp xỉ. Để đó không bằng số đo mà. Hoặc chúng ta có thể dựa vào phương pháp gì nhỉ? Anatomy để chúng ta có thể tính được phần hạ khỉu tay này không? Có được không nhỉ? Quá được thì chị. Đúng không? Anatomy chúng ta học chưa nhỉ? Ôi nhầm ơi. Nhầm lớp chúng ta chưa sâu rồi. Ê, cái hay, hay quá. Nếu chưa được học thì các bạn học tốt phần này thầy sẽ dạy cái chương trình anatomy ở lớp cơ bản được không? Được ạ. Được không? Được ạ. Hay quá. Nha, cái cửa tay này sao cười hí hí? Sao lại cười hí hí? Vui ạ. Là căng động chứ, đang cảm thấy căng. Kiểu dâm. Chưa, tự làm. Không nói từ nhạy cảm đây. Thầy biết bạn ấy tại sao cười hí hí rồi. Bởi vì lý do thầy bảo là lớp học tốt nên nhé. Để thầy dạy phần anatomy ở chương trình nâng cao ở lớp cơ bản. Bạn cười hí hí bảo tao học như thế này chúng mày còn nâu đi học phần đấy. Đấy. Thầy đọc suy nghĩ của bạn ấy như vậy. Phải không em? Phát hiểu thầy chưa nào? Bảo tao suốt ngày nghỉ học thế này thì chúng mày còn nâu đi học. Đúng không? Phải không? Quá cái gì nữa. Rồi ok. Và bước số 8 là vẽ đường cong. Vẽ đường cong đầu tay. Thứ nhất là AH chúng ta sẽ chia ra làm 3 điểm. 3 điểm bằng nhau. Được chưa? Từ 1/3 bụng tay trở lên chúng ta thấy chia đôi và xuống 0.3 đến 0.5. Được chưa? Không được sống sâu quá nó sẽ bị hỏng tay. Từ 1/3 ở phần đầu tay xuống chúng ta sẽ lấy bao nhiêu nhỉ? Lên 2.5. Lên bao nhiêu? 2.5. Lên 2.5, hay quá. Và chúng ta nối các điểm vào nhau tạo ra đường, tạo ra một đường cong trơn đều. Ok chưa? Mang tay trước chúng ta có mấy cách làm? Hôm nay chúng ta học là chúng ta biết mấy cách làm rồi. Hai. Chúng ta muốn biết thêm cách làm được không? Có. Thực hành thử để dạy. Được không? Lại căng động à? Lâu lâu không đi học, giờ này đi học sướng. Ở nhà hiểu thức kỷ. Nó bị ngộ độc chị ạ. Ngộ độc phim. Cái gì em? À đây hôm qua bảo em chuyên ở nhà xem phim tí gửi thầy cái link. Phim ở trên YouTube cài hết rồi thầy. Không trường video nào luôn. Ok. Giờ lắm phim á. Bước 7 là gì nhỉ? Bước 7 là chúng ta quan sát. Nhớ không? Quan sát và chỉnh dáng. Cái quan trọng nhất của nghề này là ba yếu tố mà thầy dạy lúc ban đầu. Đó là quan sát, cảm nhận và phân tích. Hiểu ý tưởng chưa? Thế tất cả cái vấn đề của chúng ta là phải quan sát, cảm nhận và phân tích. Quan sát xem so cái này so với cái kia. So cái cửa tay với cái phần trên này nó có bị to quá không? Hiểu tưởng chưa nhỉ?
Quan sát cái phần đầu tay kia, tưởng tượng là khi mà chúng ta mở đối chứng nó đã trơn đều chưa? Nó đã tròn chưa? Hiểu ý tưởng chưa? Và phân tích, ngồi phân tích là tại sao nó lại phải có mang trước và có mang sau. Điều đấy với là cho chúng ta đến đỉnh cao của nghề được. Hiểu ý tưởng chưa? Hiểu ý tưởng chưa? Chúng ta thiếu những cái yếu tố như vậy thì rất là mãi mãi thì chúng ta cũng chỉ đi cắt theo người khác rồi. Chúng ta không có sự phân tích ở đây. Ok. Và phần cổ, chúng ta có học phần cổ không? Cổ nam mà. Phần cổ chúng ta muốn học không nhỉ? Học cổ nam như thế, học cổ khác như thế. Cổ khác là cổ gì? Cách điệu. Phần công thức cắt cổ chúng ta muốn học không nhỉ? Bây giờ chúng ta muốn học cắt cổ không? Chém học đi. Chém chứ chính gì? Bây giờ lấy biểu tình. Lấy biểu tình. Biểu quyết. Ai muốn học cắt cổ? Cắt cổ đi. Lúc này của mình chị học rất tiếc. Chém cổ. Thế như là rất tiếc là chỉ có mình chị thích chém cổ thôi. Rồi ok. Cơ bản họ đã biết hết cả rồi, ok. Mình sẽ phục vụ số đông được không ạ? Và tiểu số như chị thì em sẽ chăm sóc riêng. Chăm sóc đặc biệt. Cuối giờ ở lại với thầy. Cuối giờ ở lại gặp thầy. Cuối giờ ở lại thì phải nhắn tin cho chồng trước. Và hôm nay em ở lại để thầy em chăm sóc đặc biệt. Để em cắt cổ cho em. Nếu chúng ta không học phần cổ nữa, bây giờ chúng ta sẽ thầy đã dạy xong phần thiết kế của áo sơ mi nữ. Cái áo sơ mi nữ này cực kỳ quan trọng trong vấn đề chúng ta phát triển đồ nữ nhá. Nó là nền tảng. Và ở cái phần này thì các bạn có hỏi gì không? Tức là học đến bây giờ chúng ta có hỏi điều gì không? Hỏi thì chúng ta thầy sẽ làm rõ từng bạn một. Còn nếu mà không hỏi thì chúng ta sẽ chuyển sang phần dư đường may. Bởi vì chi tiết phụ của cái phần áo này nó cũng không có gì nhiều. Ok chưa? Dạ. Và thầy yêu cầu là 100% nên đồ nữ này. Nha. 100% nên sản phẩm và chúng ta sẽ cắt vải và chúng ta chuẩn bị vải cho nó may. Đối với chất liệu tất cả đặc điểm hình dáng chúng ta sẽ xem lại phần đặc điểm hình dáng thầy yêu cầu chất liệu như thế nào. Chúng ta sẽ chuẩn bị chất liệu. Chúng ta sẽ may đồ và sẽ làm, bởi vì chúng ta sẽ chưa được học phần kỹ thuật may của phần này đúng không? Kỹ thuật áo sơ mi chúng ta đã học phần kỹ thuật may rồi. Như vậy cái phần vuốt chiết như thế nào, tạo chiết đuôi chuột ra sao, thứ thì thầy sẽ hướng dẫn được phần này. Ok chưa? Ok chưa? Để chúng ta tạo ra được một cái sản phẩm nó mượt mà. Ok chưa? Có hỏi gì về thân trước, có hỏi gì không? Thân sau có hỏi gì không? Ok, không ai phần hỏi gì, chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Đó phần D nhỏ là ra đường may. Xấu đấy, chứ mình đang rất thần thánh. Chinh cười rất là nhiều. Mỗi lần chinh cười là một điệu khác nhau. Hôm nay cũng biết làm sao. Em rất buồn, em là có muốn vẽ cổ hay là anh Tinh đi học nhỉ? Trời ơi, hôm nay đi học thì gặp anh Tinh mà trời ơi. Anh đến khổ thật đấy. Khổ thật chưa? Nãy em đi nhỏ đến trước. Em buồn. Đây như này, ra đường may. Thực ra ra đường may thì nó cũng giống với cái áo sơ mi rồi. Sơ mi kia rồi. Ở xưa này đối với may đo thì chúng ta để dư 1/2. Bởi vì lý do 1/2 để chúng ta có gì nhỉ? Chúng ta có cơ hội sửa sai. Trong trường hợp nó bị chật quá thì chúng ta có đất chúng ta nới. Còn nếu mà rộng quá thì đơn giản rồi. Đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta đã cắt may rồi, chúng ta khảo sát thì làm sao nhỉ? Thì không cần. Đường may này
một phân rưỡi, chúng ta ghi đường may một phân rưỡi, 1,5. Đường may 1,5. Sườn áo, gấu áo, đường may 1 phân bao gồm vai con, đường may 1 phân bao gồm vai con, xung quanh bản cổ, xung quanh mang xét, chân cổ, xung quanh chân cổ. Đường may 0.8. Đường may 0.8. Đường may 0.8 chúng ta cắt ở đâu? Nách, nách. Bao gồm vòng nách, vòng cổ. Vòng cổ ở đâu nữa nhỉ? Ở đâu? Ở đâu nữa nhỉ? Ở đầu tay. Và chúng ta bổ sung thêm cho thầy là đường may 1,5 thì bao gồm cả bụng tay này. Nhắc lại này, đường may 0.8 bao gồm này, đầu tay, vai con, cổ áo, cửa tay. Chúng ta chọn. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không nhỉ? Còn gì nữa không? Chúng ta đánh kênh sợi này. Chúng ta đánh kênh sợi. Chúng ta ký hiệu canh sợi dọc làm thế này. Canh sợi dọc này sẽ song song cái gì nhỉ? Biên. Sẽ song song với biên. Ta đang thích cái mẫu bìa đấy đâu ra biên? Biên của bìa là ở chỗ nào? Song song với lại sợi song song. Song song với đường thì đấy nhỉ? Từ sống lưng. Ok chưa? Và chúng ta ghi ở đây nhỉ? Thì nhiều, rất là nhiều bạn không ghi mẫu. Nên hôm nay nhắc lại rồi chứ không phải là bài này không cần phải chia sẻ cái này nhá. Song song này, đường sống tay này, song song đường sống áo. Chúng ta ghi vào là sơ mi SM. Mã là 001. Nếu như đây là cái đầu tiên tôi mặc cắt trong cuộc đời này. Thì đấy. Lại đúng cái cửa. Bởi vì áo hoa đã cắt đâu là song song lần đầu tiên trong cuộc đời này. Em không hình thế đâu, tại nó không lại buồn cười đâu. Bởi vì thầy nói rồi thì sẽ động đụng chạm vào ai đó nên là nó khổ thế đấy. Được chưa? Và cái này là thành phẩm này nó trốn thuốc kìa. Nhân mấy nhỉ? Đi bộ quá. Ok, lý do tại sao phải nhân 1? Gặp đôi kìa. Ok. Và chúng ta có thể ký tên vào. Tên là gì đấy? Ví dụ. Để làm sao nhỉ? Để một người khác làm ở một cái khâu khác. Họ cầm vào bản thiết kế mẫu dập của chúng ta. Họ biết là đây là sơ mi và đây là thành phẩm, tức là chưa có đường may và cái này cắt một cái. Hiểu tưởng chưa? Để chúng ta hiệu quả hơn trong công việc. Hiểu chưa? Chứ không phải là trên cái mẫu mà chúng ta cắt đẹp rồi chả một cái thông tin nào cả. Chả biết canh sợi là như thế nào. Chẳng biết đây là cái sản phẩm sơ mi hay nam hay là sản phẩm sơ mi này. Các bạn ghi sơ mi nữa. Tay áo này chúng ta cũng ghi như thế nhá. Ok chưa? Rồi, ok, hay quá.
chúng ta ghi bài tập về nhà. Trước khi bài tập về nhà thì chúng ta có hỏi điều gì không? Hỏi thầy điều gì không? Có gì chúng ta chưa hiểu không? Sao không ai hỏi gì nhỉ? Không ai hỏi, thầy nhớ ra cái gì thầy thầy mới giải thích cái điều đấy thôi nhá. Nếu mà có người hỏi thì thầy mới giải thích được nhiều. Thầy hỏi các bạn một câu trước khi thầy ra bài tập về nhà. Một câu rất đơn giản. Ai mà trả lời được câu này thầy có quà. Được không? Quà đúng không? Mà lấy được. Quà thì có đó. Có nhằn. Có nhằn. Từ trước đến giờ toàn giấy nhằn không. Có nhằn được cái gì? Chưa nhằn được gì. Nhằn được ít hưởng mít. Hắn này chưa thấy. Chó có nhằn được. Được rồi, bây giờ các bạn bảo câu hỏi của thầy lúc nào cũng khó, không lấy được quà đúng không? Vâng. Bây giờ câu hỏi này dễ này. Để lấy quà này, lấy quà trong một buổi học, buổi ngày hôm nay có luôn, mà quà này là tất cả một không phải một bạn được mà tất cả các bạn cũng được. Yeah. Một bạn tức là có một cái câu tục ngữ như này, một người làm quan cả họ được nhờ. Đúng rồi. Tức là bây giờ một người trả lời đúng là cả nước được nhờ luôn. Câu hỏi của thầy xoay quanh trong bài ngày hôm nay thôi, đó là tại sao đường vòng nách và đường đầu tay lại ra đường may 0.8 chứ không phải 1/2 như các thông số khác. Đưa tay lên trả lời. Từ từ. Chưa hết câu hỏi rồi nhá. Chưa hết câu hỏi nhá. Nguyên tắc của thầy phải giơ tay bởi vì trả lời vừa sẽ đúng thế lại đổi câu hỏi. Thầy rất là đều. Đấy nhá, câu hỏi thầy nguyên tắc nó như thế này này. Khi nào thầy hô hết thì giơ tay. Hô hết. Không cân bằng trước khi trả lời mình sẽ họp xong đúng rồi. Họp trần. Hôm nay tự nhiên lại đoàn kết thế. Bây giờ này, vấn đề câu hỏi cũng không đổi câu hỏi. Câu hỏi thầy nguyên văn như thế này. Bởi vì vừa nãy là chưa biết đúng hay sai nha. Nhưng mà cậu tự nhiên trả lời. Tại sao dư trong phần dư đường may, cái thông số đầu tay và thông số vòng nách lại dư 0.8 mà không phải giống các thông số chỗ khác? Và tại sao nó lại ra ngoài này 0.7 từ đường vào đường vai con của thân sau, tại sao phải dư ra ngoài 0.7? Tác dụng dư ra để làm gì? Hay quá. Dễ hơn đúng không? Nhắc lại câu hỏi này, nhắc lại câu hỏi để lấy quà trong buổi học ngày hôm nay này. Là tại sao đường đầu tay và vòng lách lại dư 0.8 mà không phải 1.5? Và tại sao vai con thân sau lại ra ngoài 0.7? 0.7 hay 0.5 đấy? Hết câu hỏi chưa thầy? Hết rồi. Hết. Và nhắc lại phần quà cho người trả lời đúng. Tương tác của thầy sẽ là một phần quà cho cả họ. Yeah. Mày biết gì không phải biết rồi. Thôi mày học đi. Học đi. Chị sao nó không trả lời rồi. Hay quá, một số bạn online trả lời đúng thế này. Đọc.
đây có mỗi một người trả lời thôi. Này mỗi một người, các bạn online trả lời đúng này, các bạn mỗi người trả lời. Có em thấy mỗi người ở. Cẩn thận thầy. Cẩn thận đang thầy đang. Thầy đang rung động đi đây. Chúng mình không được hoang mang. Thôi chúng mình phải bảo vệ quan điểm của chúng mình. Cửa trưởng họ ra trả lời đi. Trưởng tổng ra trả lời đi. Giơ tay rồi thầy ơi, giơ tay trả lời đi. Vâng, xin mời. Xin mời chị. Em thầy cho em cái chỗ ra được may ở nách với lại chỗ đầu tay ấy. Ra 0.8 thôi để lúc mình may vào nó không bị găng. Bởi vì đường cong nhiều lúc may vào thì nó sẽ bị găng. Chứ còn lòng nó lỗ ấy. Rồi ok. Còn cái chỗ vai hôm sau mình ra 0.7 để cho đường góc đấy lòng hôn. Thì khi chắc hôm sau thì hôm trước thì nó sẽ trơn ở cái đấy. Nó sẽ cái đường cái đấy nó trơn thế lại. Để vai hôm sau nó dài hơn vai hôm trước một chút thì may lên nó sẽ có độ mọng của vai hôm sau. Ôi giời ơi, hình như mình giải thích rồi sao nhỉ? Sai một tí nào luôn. Hỏng rồi. Quà thế. Đúng rồi, quên ông bảo thầy cũng khai quả trước. Khai quả, bạn trả lời hay giờ thầy trôn. Đúng không rồi đó? Đúng không? Đúng thầy. Họp họ rồi mà. Đây là đoàn kết đúng không? Đúng là bác Hồ bảo rồi. Đoàn kết là sức mạnh. Hay quá. À, đúng rồi, đúng như bạn trả lời đó là cái vòng lách của đầu tay, tức là vòng xin lỗi nha, phải bởi vì mình mất quả nên hoang mang. Không phải vòng lách của đầu tay mà vòng lách của đầu tay dư 0.8 bởi vì lý do đấy là đường cong. Và khi đường cong mà chúng ta để dư đường may thì là nó sẽ bị găng và nó sẽ không thoát được. Ở đây có một bạn tên là Hà Minh trả lời rất là đúng về cái ý này rồi. Hạ Minh ạ. Thì cứ đọc bừa đấy. Còn câu 2 nữa là chúc mừng bạn Hạ Minh. Cái phần thầy lấy ra 0.7 của phần thân sau thì bạn cũng trả lời đúng luôn. Đúng rất đúng ý của thầy. Hình như thầy giải thích rồi thì phải. Cái này thì giải thích từ Sơ Bi Nam. Từ 0.7 tức là chúng ta sẽ lấy dựng ra để cho cái vai nó vuông hơn. Và ở đằng sau nó có một cái khối gọi là khối gì nhỉ? Cái khối tức là cái xương bả vai và chúng ta cần tạo nên độ mọng để tạo nên cái chiếc ảo đấy thì chúng ta sẽ lấy dư ra để cho nó dài hơn vai chân sau thì dư để dài hơn vai chân trước. Tóm lại là hoang mang mà cuối cùng là nói nguyên thuyên từ nãy đến giờ và nhớ ra một điều rất may mắn của mình là mình chưa bỏ qua là gì. Hay quá. Mình thấy ai đã không được là chính là thành quả cho mọi người đấy. Giỏi ơi bạn đấy. Sao đi? Đó đây, trong tủ lạnh lấy quà đây. Em không thích kiểu đấy. Mọi người mang hết lên trên tầng 1 hả? Bên thầy chuẩn bị quà mới. Thế thì mà mang hết rồi, thầy vừa đấy kiểm tra tủ lạnh rồi thầy mới bảo có quà đấy. Mang hết đây anh em. Cái gì đấy? Mít. Hết mít rồi. Mít thầy đang còn chữ rất là nhiều chị còn, biết à? Còn sơ mít với hồng mít. Sơ mít với hột mít đấy. Quà ăn đâu bỏ tủ lạnh. Sơ mít không ăn được đâu. Bây giờ cuối giờ mới cho ăn mít không? Đầu giờ cho ăn mít là chết rồi. Đó. Đây, để vào em vào rửa tay để mang. Hay quá, thấy chưa? Và chưa dành cho bạn thì 100 con tay thì chẳng thấy đúng. Hay không, bây giờ chúng ta dành đi. Rất xử lý, hay quá.